Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Nhà đẹp 274 của công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà với mã số mới. Mẫu nhà một tầng mang mã số BT1145. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thiết kế cho anh Trường, địa chỉ ở Nghệ An. Vậy có gì ở mẫu nhà mới này? Xin mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi chi tiết thiết kế ngôi nhà. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất. Với kích thước phủ bì ngôi nhà, chiều rộng là 19,7m, chiều sâu là 10,4m. Diện tích sử dụng là 180m2. Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một phòng bếp và 3 vệ sinh. Từ sảnh chính bước vào, không gian đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu là phòng khách, diện tích khoảng 35m2, không gian khá rộng rãi. Đây là vị trí kê bàn ghế và hướng đặt kệ TV. Đây là phòng thờ, thiết kế không gian theo kiểu hậu cung truyền thống, giật lùi so với phòng khách, diện tích 13m2. Phía trước chúng tôi trang trí hệ vòm cong mềm mại và hai trụ tròn sơn giả gỗ tạo điểm nhấn. Rất đẹp và trang trọng đúng không các bạn? Bên phải phòng khách là bếp ăn, diện tích 22m2. Không gian khá thông thoáng với hệ cửa sổ lớn phía trước. Giao thông bếp khá linh hoạt và thuận tiện với một cửa đi được bố trí thêm tại sảnh phụ, như trên màn hình chúng tôi đang chú thích đấy ạ. Nội thất bếp được gia chủ chú trọng và chăm chút khá kỹ, ngoài hệ tủ bếp thông thường, anh chị còn yêu cầu thiết kế thêm một hệ tủ âm tường kết hợp để tủ lạnh và đồ đạc. Xin mời các bạn xem thêm góc phối cảnh khác để hiểu rõ hơn không gian tầng 1. Như các bạn đang thấy trên màn hình, ngôi nhà được bố trí với 4 phòng ngủ. Trong đó 3 phòng ngủ nhỏ, diện tích từ 15-16m2 một phòng. Các phòng ngủ này sử dụng chung một vệ sinh ở giữa, vệ sinh rộng 4m2, rất thuận tiện hợp lý phải không ạ? Ngoài ra, phía cuối hành lang khu vực các phòng ngủ, chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ đi ra bên ngoài, giao thông rất linh hoạt. Khi có việc cần thiết có thể đi lối này để đảm bảo sự riêng tư, không làm ảnh hưởng các không gian sinh hoạt chung. Phòng ngủ chính của gia chủ diện tích 19m2, có vệ sinh riêng khép kín. Bên cạnh vệ sinh riêng của phòng ngủ chính, chúng tôi cũng thiết kế thêm một vệ sinh chung dành cho khu bếp và phòng khách. Vệ sinh gọn gàng, giao thông kín đáo, diện tích 4,5m2. Vừa rồi là những giới thiệu của chúng tôi về mặt bằng bố trí nội thất của ngôi nhà. Tổng quan chung, các phòng chức năng của ngôi nhà được sắp xếp khá hài hòa. Với 4 phòng ngủ và diện tích sinh hoạt rộng rãi, đây là mẫu nhà rất thích hợp với những gia đình đông thành viên và điều kiện tài chính cơ bản. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng chúng tôi đi vào phần thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh mà các bạn đang xem là góc phối cảnh mặt đứng chính của ngôi nhà. Công trình hiện lên rất bề thế và ấn tượng đúng không ạ? Với mặt bằng đăng đối, ngôi nhà đã được lựa chọn thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển nhẹ nhàng. Nền nhà được tôn cao 5 bậc khoảng 85 phân. Chân đế công trình ốp đá trẻ màu ghi khỏe khoắn, vững chãi. Sảnh chính rộng với hệ trụ cột kích thước lớn, tạo lên vẻ uy nghi hoành tráng cho công trình. Toàn bộ tường bao quanh ngôi nhà được chúng tôi khoác lên màu sơn trắng sứ nhẹ nhàng, thanh thoát. Các đường phào chỉ trang trí vừa phải, không quá cầu kỳ nhưng cân đối, hợp lý. Các trụ góc tường và cột sảnh tô vẽ hoa văn đặc trưng phong cách châu Âu. Rất hài hòa và bắt mắt đúng không các bạn? Hệ cửa ngoại thất được thiết kế với cửa chính là cửa gỗ lim, cửa sổ xung quanh là nhôm hệ màu ghi, với pano kính lớn giúp lấy tối đa ánh sáng cho không gian bên trong. Các cửa sổ cũng được thiết kế vòm cong mềm mại, kết hợp với sảnh chính mái tròn, tạo thành một tổng thể đồng nhất chung một hình thái ngôn ngữ kiến trúc. Mái nhà được thiết kế theo kiểu mái Nhật kết hợp mái bằng, lợp ngói tráng men màu xanh. Ngoài thu hồi mái sảnh chính, chúng tôi còn thiết kế thêm hai mái chuồng chim bên cạnh tạo điểm nhấn đa dạng hình khối. Với tất cả những điều đã giới thiệu, thiết kế ngôi nhà của chúng tôi đã được anh Trường và gia đình cảm thấy rất ưng ý. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà 2 tầng mang mã số BT1145.
Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những ý tưởng cho ngôi nhà tương lai của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn về mẫu nhà này nhé. Hãy liên hệ theo số điện thoại 0888625888. Đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để cập nhật những mẫu nhà mới của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tuần sau.